Em lên sóng một em đồng hồ mặt đỏ huyết thuộc thương hiệu Bresa Sweet, một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Chiếc này với thân vỏ lắc kê vàng. Xin chào các bác đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên giới thiệu và chia sẻ về các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng. Và ngày hôm nay thì cửa hàng Kiên mang đến cho các bác 8 mẫu đồng hồ xưa mà các bác theo dõi video. Các bác chốt đơn về theo số Zalo trên màn hình cho cửa hàng Kiên Đồ Cũ các bác nhé. Bắt đầu video ngày hôm nay với một chiếc đồng hồ từ thương hiệu With Now Er. Đây là một chiếc đồng hồ cơ lên dây của Thụy Sĩ. Phần mặt bên trong là vân tỏa, mặt vân tỏa kiểu dạng nổi các bác nhé. Những vân họ được thiết kế nổi ở trên phần mặt này, cho chiếc đồng hồ một cái cảm giác là phần mặt nó có rất là có chiều sâu. Để các bác cùng nhìn cận cảnh phần mặt của chiếc With Now Er này. Cọc số học trò phối hợp cùng với cọc số dạng tia. Em này đáy inox. Chân càng dáng quỳ. Bộ chân càng của chiếc With Now Er này nó cũng có cái kiểu cách rất là riêng. Và đặc biệt là em này á, được người chủ cũ họ ưu ái cho thêm kèm một chiếc dây da vân chân đà điểu. Đây là dây da chân đà điểu các bác nhá. Đó, nó có từng cái vảy một đây này. Một chiếc dây da rất là đẹp. Cái chiếc dây da này nó cực kỳ chất luôn các bác nhìn. Đeo cái chiếc này lên trên tay nhìn nó đã sang cái cổ tay rồi nha. Đó. With Now Er. Thân vỏ bọc vàng. Ngang là 33,3 chuẩn size cổ. Rồi em sẽ mở nắp để các bác cùng xem phần máy bên trong của em With Now Er này. Đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ With Now Er. Nắp sau họ có khắc đầy đủ thông tin của thương hiệu đồng hồ này. Và bộ máy nguyên zin 17 chân kính, vành tóc gai rất là đẹp. Chốt đơn chiếc đồng hồ With Now Er này cho em nha. Mã đồng hồ W29. Giá của nó là 2,2 triệu cho chiếc With Now Er này. Dây da chân đà điểu, bọc vàng, máy cơ lên dây, chân càng độc. Em này mã là W29 các bác nha, 2,2 triệu. Tiếp theo là em đồng hồ Brisa. Em này thì là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Mặt của nó là mặt màu đỏ mận này. Màu sắc của cái sắc đỏ này nó thay đổi theo cái ánh sáng các bác nha. Vỏ được lắc kê vàng, bọc vàng rất là dày. Đây là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ thương hiệu xưa. Bộ kim cổ của đồng hồ. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Và em sẽ mở hình máy để các bác cùng xem máy bên trong của em này. Bên trong là máy nguyên zin nguyên bản của đồng hồ. Bộ máy cơ lên dây 17 chân kính của thương hiệu Brisa. Brisa. Đáy inox. Rồi các bác chốt đơn chiếc này cho em nha. P19 giá 1,5 triệu cho em này. Brisa của Thụy Sĩ. Mã P19. Chiếc này nó sẽ phù hợp với các bác mà cổ tay khoảng dưới 16 các bác đeo được nha. Sa mặt 33 này. Cổ tay dưới 16 đeo được chiếc này. Tiếp tục với một em đồng hồ thương hiệu One Time. Một em One Time của Thụy Sĩ. Vỏ bọc vàng. Chân càng dáng rất là ôm cổ tay này.
Núm là núm có logo. Đây là một chiếc núm của thương hiệu Rado, một chiếc núm đẹp của Rado. Vỏ bọc vàng của chiếc quan tham này còn đẹp các bác nha. Các bác có thể nhìn thấy này, các bác quan sát các phần chân càng này, phần cạnh của đồng hồ, và có thể thấy rằng là chiếc quan tham này vỏ vàng của nó còn rất là đẹp. Đáy inox mặt sau của nó cũng không hề có một cái vết bong chóc gì ở phần mặt sau này, vỏ vàng còn rất là tốt. Size mặt của chiếc quan tham cũng rất dễ đeo, em sẽ kiểm tra size cho các bác nha. Size 34, size ngang này. Đó, size dọc thì tầm khoảng 35. Chiếc này thì với cái độ chân càng ngang như thế này thì nó sẽ tương đương với một chiếc đồng hồ size mặt tròn khoảng tầm 35. Mặt bát úp này, mặt bát úp cổ điển nhá. Cọc số cũng rất là chất. Em này thì phần rìa mặt có lên dầu nhẹ. Và đây là phần máy bên trong của nó, máy nguyên bản 17 chân kính của One Time Thụy Sĩ. Các bác chốt đơn chiếc One Time này cho em nha. Một chiếc One Time với vỏ bọc vàng còn rất là chất. Mặt bát úp cổ điển, máy cơ lên dây chuẩn chính hãng. Và em này có giá là 1.900.000 W28 1.900.000 các bác nha. Đó, các bác có thể nhìn thấy là em này đeo lên trên tay nó rất là ôm cổ tay nhá. Và các bác cổ tay từ 18 trở xuống đeo được chiếc One Time này. Chiếc tiếp theo thuộc thương hiệu Rick. Em này là thân vỏ bọc vàng, dây khóa linh kiện bọc vàng ao 5 có khắc triện. Mặt vàng mỡ gà sáng và đẹp, phần mặt rất là sắc nét. Đeo trên tay thì các bác có thể thấy là nó sáng cái cổ tay. Chuẩn một chiếc đồng hồ cơ lên dây Liên Xô luôn. Và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ Rick này. Máy vàng, bộ máy 2209 huyền thoại của đồng hồ Liên Xô. Bác cùng nhìn cận cảnh bộ máy bên trong, máy còn rất là đẹp nhé. Chiếc này với size mặt là size 35, rất là dễ để các bác đeo ở trên cổ tay. Size 35 sẽ phù hợp với các bác cổ tay từ 18 trở xuống. Chốt đơn cho em chiếc này nha. Mã là L8, giá 2 triệu cho mấy em đồng hồ của Liên Xô, vỏ bọc vàng, hình thức còn đẹp, máy vàng 2209. Tiếp tục với một chiếc đồng hồ Seiko, một em Seiko Fairway với thân vỏ bọc vàng toàn thân, đáy đúc liền, đáy liền khối các bác nhé. Đáy của chiếc này là liền khối luôn. Đây là dòng Seiko từ những năm 1960. Vỏ bọc vàng của chiếc này thì đã có những cái dấu vết thời gian, tuy nhiên rằng là cái chất vàng nó còn rất là sáng và bóng. Máy cơ lên dây 17, chiếc này là 21 chân kính nguyên bản chính hãng của Seiko. Size mặt là size 36, phù hợp với các bác cổ tay 18 trở lại. Chiếc này có mã là S10, giá 1.800.000 ạ. Một em Seiko Lokmatic 25 chân kính. Em này thì thân vỏ inox, máy cơ tự động 5606, có hỗ trợ cơ lên dây. Đồng hồ có hỗ trợ cơ lên dây các bác nhé. Vỏ máy là nguyên bản của đồng hồ. Phù hợp với cổ tay từ 18, chiếc này có size mặt là 36,6 ạ. Đây em đeo lên tay đây. Bác sẽ thấy là cổ tay từ 18 trở xuống thì lên tay em này rất là dễ này. Seiko làm Lokmatic thì là dòng Seiko rất nổi tiếng rồi. Đây
đây là dòng Seiko từ năm 1970. Máy 5606, bộ máy huyền thoại của Seiko. Mã của nó là S3, giá 1,6 triệu các bác nha. Và tiếp tục một em đồng hồ Elgin. Đây là một chiếc Elgin của Pháp. Mặt hai lòng. Với phần viền của đồng hồ là những họa tiết vân sóng 3D. Mang lại cái nét độc đáo và rất là riêng cho chiếc đồng hồ Elgin này. Đấy, phần mặt họ làm dạng vân sóng rất là nhỏ. Làm rất là chi tiết luôn. Kim cọc là nguyên bản. Vỏ bọc vàng. Phần vàng của chiếc Elgin. Mã là M12 này thì cái phần vàng này lớp vỏ bọc còn rất là tốt này. Đấy, các bác cùng quan sát thấy này. Em sẽ để cận cảnh chiếc camera, các bác cùng nhìn nhé. Nó có một vài cái vị trí nó hoa mòn, cận cạnh không đáng kể. Chất vàng còn rất là đẹp. Size mặt là size ngang là 33. Đó, cho các bác cổ tay dưới 16 đeo được chiếc này nhé. Đáy inox. Đây là phần máy bên trong của chiếc Elgin này. Máy của Pháp, 17 chân kính nguyên bản luôn. Nếu các bác đang cần sưu tầm một chiếc đồng hồ xưa của Pháp thì các bác sẽ lựa em này nhé. Elgin Pháp. Mã M12, giá của chiếc Elgin là 1,7 triệu ạ. Cuối video ngày hôm nay là một em Citizen. Máy răng cưa của Nhật. Thân vỏ inox sáng đẹp. Có một ô lịch tại vị trí góc 12 giờ. Cái này nó đang trong quá trình nghỉ lịch đó. Thì các bác có thể thấy là ô lịch hoạt động bình thường. Mặt trắng, cái này là mặt trắng bạc và có 12 cọc số là được làm mà nổi dạng khối. Trên lớp vỏ inox này rất là đẹp và bóng các bác nha. Size của em này cũng to nữa, dễ đeo. Size ngang là 35, dọc 35, tương đương với một chiếc đồng hồ xoay tròn khoảng tầm 37. Cổ tay các bác dưới 18 là lên tay em này đẹp các bác nha. Bộ máy bên trong của Citizen. Đó. Máy cơ tự động răng cưa này, bên trong đây nằm được mạ vàng rất là đẹp. Nôn cho em nha. Chiếc Citizen mã C92 giá 2 triệu này. Vâng, và cảm ơn các bác đã theo dõi video ngày hôm nay. Các bác lần đầu biết đến kênh Kiên Đồ Cũ, hãy đăng ký nút màu đỏ ngay dưới video này, kèm biểu tượng chuông để các bác sẽ theo dõi tiếp những video em phát sóng trong thời gian tới ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của nhà Kiên Đồ Cũ.